Em mới xong đó nhỉ. Cái cửa xuống. Hai chào Kim nhẹ, chào anh Hồ Bá Trung. Hello, xin chào anh Mày, chào Tiên Ti, chào Thiên Kiều nha. Ok, mọi người đã ăn gì chưa? Hôm nay em sẽ bóc quả cho mọi người xem nha. Mẹ ơi mẹ. Hai, mọi người chưa đủ chưa? Sao mỗi lần em đi livestream là cái máy của em nó bắt đầu về đây như vậy? Em tính đeo máy giả nhưng mà thôi, cái máy giả nó còn về đây hơn cái máy của em. Qua cái góc bên này kém đẹp. Chị anh cha mà em cũng chưa ăn. Ngoan đi chưa? Hi, hello. Cái mùa này, cái poster từ cái này cho em bé. Cái poster nữa. Cái poster nữa từ cho em. Là cái này hả? Cái này hả? À, trả lại máy hả? Em chạy là nó cũng sẽ bị trẻ ra hai bên à. Đi đường nó gì đó mà lỡ rồi. Mọi người coi đã nha. I have a lot of gifts. Còn cái Western Station. Oh, à. Cái Western Station anh mày hồi nãy có nhắn em nè. Nhưng mà sao ta? Sao quay với Station em không thấy cái Western đó nhỉ? Sao kỳ ta? Em còn tưởng là em lên thấy cái này, em còn tưởng của anh Mì cho. Thì cái này của anh Nhân ạ. Cái này của anh Nhàn phải không? Thôi mình vô bóc quà luôn nha. Hỏi chị. Ok, để em hỏi nha. Ai chị? Dạ, để Station hôm qua em cũng là Station hôm sau không thấy ta. Dạ, không biết ạ. Em chưa biết hồi nãy. Cái này là của anh Nhân ạ. Tại em mới lên em lấy có hai cái là em mới lấy. Ủa vậy hả? Anh biết. Thôi vậy bắt lại nha. Vậy cái này là của anh nè. Nhưng mà em dám mở ra đâu. Mở ra là em biết mở lại. Lát khỏi về luôn. Em để đây nha. Cái này của anh nhàn nè. Còn cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Ủa cái này phải nhưng mà nha. À, ủa cái này phải con nhện không? Cái này con nhện hả? Không. Dù như hôm nay sao gì lạ quà sao không sao đi tao không đi. Cái thư gì chứ? Này là cái gì vậy? Ê, như em biết cái này nha, em biết sử dụng nó nè. Bỏ hai tay vô ngủ hả? Đúng không? Đúng. Nó xài vậy mà đúng không? Nó dữ thương quá vậy, biết heo á. Nhưng cho anh nha. Này là cháu của đem lên Station ngủ. Cái này là một cái ly của admin bay mini hay mini tầm mini nè, có thơm nè, ơi is that big? Yes, so cute. cái ly nè, game. Em đem cái này sợ bể lắm luôn á. Nãy giờ em bỏ lên đây mà phải nung đi lắm á. Không để em sợ nó sẽ
nó sẽ giống như cái gương lúc trước bạn Phan Tịnh kê sổ. Bữa giờ là em nhận quà để xong mà em để vô một góc, em để sau Tết em mới ra soạn ra. Cái này được, cái này cũng cầm nhận vậy đó. Đây là thi cửa của anh Sang Nguyễn. Con đi giúp cô nhỉ. Thì có thì nó không gọi là để xem hả? Dạ anh để lại lời nhắn cảm ơn quen tới bạn Linh nha. Cái này bé gác nữa, mẹ không dám xé luôn á. Em mới hôm bữa có của Nezuko ở bên ngoài à, xong rồi cái em gắn trước Nezuko xong rồi em tháo ra em bỏ lại. Nghe này, em chưa có xé ra, em dám xé. Cứ ấy hơn trước đi ha. Xong rồi gắn Nezuko ra. Hôm bữa gắn hồi xưa giờ gắn không được, bây giờ mỗi lần gắn này là có một cục hình luôn á. Mọi người có biết em chụp photo set sinh nhật là gì không? Hello. Sao mày nhắn gì đó vậy? Không phải cái poster bữa trên. À, Soka. Em hiểu rồi, dễ hả? Em kiểu nãy trang dán đủ vô 4 góc phòng mà cái đó hết cái chỗ đi rồi còn xếp đem đem à. Thấy đem đem chứ em thấy cũng đẹp đó. Đừng phá như con của anh nha. Đừng phá như con của anh. À con nghe hả? Nghe sức con nghe. Sao mấy em chi bê nữa. Tao mà các bạn quan mời. Hello mời. Mời cô đây không? Hello. Anh mời ơi. Cô xem đây à trời. Đây là photo sinh nhật của bé. Yay. Mọi người hãy đợi nha. Cuối tháng này em nghĩ sẽ có. Có à, quả quan mình nè. À, quả quan mình đừng đeo nè, thật cá mất tiếng quên mẹ em đeo mấy bữa nay rồi mà em quên bỏ vô lại đem bóc sao đi em một bé mon anh mày tự làm dễ thương chúc mừng sinh nhật hai gì không hai không hai không một anh mày nha. À có takoyaki nè, kẹo sô cô la nè, bánh chi cây nè, tại sao lại có bánh bao nè. Hello. Em phải sợ sao mày lại dễ bánh bao đây. Vậy thôi thích sinh nhật rồi. Dạ anh nhà cũ ở nhà. Ở đúng rồi đó. Này dễ thương lắm luôn. Em đang kiếm có rồi đó để nhưng mà em hết chỗ để cái này rồi. Em quên mà em có để cái standy TV của em ở trên bàn trên điểm thôi. Nó gần hết chỗ rồi. À, tính mẹ mới lại. Ờ, xong chứ mới lại. Ờ, bánh bao có hình ngoài. Bánh bao có hình ngoài bánh bao. À, hiểu rồi, nhớ rồi. Nhớ, anh nhớ dài ghê luôn. Ok, con quả con mềm nè. Xong rồi, nó có hộp để. Hình như là, em nhớ không đợi anh mày cũng có tặng em thêm cái ly đúng không? Hay là em nhớ nhầm ta. Em nhớ em nhận tới hai cái ly được. Hoặc là ba cái. Hay là em nhầm của ai ta. Em nhầm cô bác người nhận hả? Cô Lâm Nhàn mẹ bé ba lô nữa nè. Cái học anh nhạc cửa quá trời. Phủ luôn. Dạ cái ba bê mà chưa in 3D chờ nha. Ok em chờ nha. Phủ luôn. Phủ là sao anh nhà là sao phủ là sao
nhiều ảnh nhiều nè, anh nhiều một cái thân nó mà nó bị kẹt ở dưới là rồi em bỏ quá trường rồi, nên là em rất là lòng hai tháng sinh nhật này em nhận quà không có được nhiều năm ngoái, em nghĩ là chắc là do dịch mấy bạn ở Hà Nội chưa có kịp gửi quà vô nên em mới nói sao nữa, em cũng nhớ mấy bạn ở Hà Nội đó, không biết là còn nhớ tao không nữa, chỉ có thể gửi cái thư cũng được nè. Còn cái này là cái ly của bác người Nhật gửi á, bên Nhật bác người Nhật gửi cho em cộng hai cái thùng bự lận, hai cái thùng lận, nhưng mà em chỉ lấy một thùng với lại em gom những cái cực phía đi thôi, tại vì nó quá nặng, hai thùng nó quá nặng. Cái vợ cho đi cái túi nhỏ mở ra đi, cái vỏ cho còn cái túi nhỏ nữa, cái vỏ trên cái túi nhỏ à, cái bông tay đúng không, bông tay em xài rồi nhưng mà em lại quên bỏ vô rồi. Chứ là anh gì mà tặng cho em mắt kính với lại em bông tay thì em tặng cho mấy em xài chết từ đi anh nha, đã quá trời luôn mà anh bóp có mấy cái vậy, em không bóp đủ mà không lẽ em không có hai lần nè, cái nè có thêm thư quanh nhà nè, còn hai cái nhưng mà lấy ra nó còn đâu để chưa mở hay mở hết rồi. Tại vì em đã xài rồi nên là em quên bỏ vô. Với lại cái nấm, cái quà của bác Nhật nó nhiều nhiều lắm luôn á, nhiều toàn là vật phẩm, văn phòng phẩm với khẩu trang nè. Có một cái khẩu trang Mitsunoyaba, yes, mấy bộ đồ đâu, bộ đồ Nicole hả, em chưa có mặc, em mới để một cái lúc nào đó em mới mặc đồ, tại vì cái bộ đó em chưa có sổ tại nó quá rộng với em, với lại có thì mình cũng phải từ từ có chứ, lấy đâu ra tiền mà đi chụp quay. Nè, bác Nhật tặng cho em hai cái hộp của Nezuko với lại Tanshiro. Hôm bữa ở trong cái hộp bút, cái bút bác tặng có một cái cây kéo nhỏ, thì cái kéo nhỏ nhưng mà đáng ra là không phát hiện đâu. Em có thể lấy cái kéo đó, tại cái kéo đó rất là dễ thương mà không biết sao cũng phát hiện mà lấy mất cái kéo của em. À, buồn lắm luôn á, cái kéo. Tại vì cái cây kéo nhỏ nó cũng gọi là sao ta, không khí à. Em không hiểu sao tại vì thường mà giờ nó cái kéo lắm luôn á. Xuống được gì thì hai được rồi, chẳng nhầm sai em nhầm. Thêm một cái cái dù này hoa, em đã mở này ra rồi, khi mở là không thể nào mở vô lại, cái nhầm em bỏ mở ra dù. Cái dù mở vô này được luôn, trời ơi ngu người quá. Giờ sang giờ cái cream cheese của cái bác sĩ đưa ra đó, umbrella, yes, umbrella, Kimetsu no Yaiba, it ép vậy, ép em nghĩ, cho nên là những mấy cái kẹp của mấy cái kẹp ở ngoài nhưng mà nó hơi già so với em thì phải, nhưng mà em sẽ giữ làm cái gì. Trong đây có mấy cái kẹp cũng xài được nè, em sẽ xài được lúc nào đó em sẽ cầm, ví dụ như vậy em biết em rất là thích ai tặng cho em cũng đợi em có thể đi chụp hình được, ví dụ mắt kính của mình, bông tay chẳng hạn. Em biết còn cái này là cái em biết nè.
Và cái này móc khóa của tên Chiro này. Xong rồi bác này tặng cho em rất là nhiều tập và bút. Trong đó có thêm hai cái bìa kẹp giấy á. Ờ đường đầy đủ á. Tại là hình anime không à, quá trời luôn. Cái này đem đi bán cũng được luôn á. Cái này đi mất 2 cọc thôi chứ còn nhà là còn thêm mấy cọc nữa. Giống luôn á. 2 thùng mà thùng nào cũng nặng hết chưa. À, còn đây chính là à, một cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái thảm hả? Tao không biết. À, của AKB Hori. Quá trời luôn. Cái này em không dám chưng nó, để em sợ dơ. Phía sau có bông tai quà Đà Lạt hả? Thôi vậy hả? Bông tai quà Đà Lạt luôn. Em cũng muốn đi Đà Lạt lắm, nhưng mà mấy nay em không có đi Đà Lạt rất là lâu, em chưa có đi Đà Lạt. AKB Hori. Em biết chưa có đâu chưa. Phòng em đó nó đã quá chật với tất cả mọi thứ em của em. Nó đã để rất là nhiều standee và poster. Cái dạng đam mỹ của nó là em không có gì để bỏ hết. Mà trang điểm thì em quá nhiều người trang điểm. Em chỉ có cái chân hình của em với lại hình lại ngay hai cái gương. Cái bên xong rồi cái standee của anh Nguyễn. I think you can is the picture. Maybe you can is. Yukiri. Yeah. Ok. Chị là Weibo, em là phụ nữ. Em không biết gì đâu nha. Phụ nữ. Đồ có em của em nó còn nhiều hơn của em nữa. Nó mua quá trời vật phẩm của Đông Mỹ. Em thấy khác sợ luôn. Một con của mình. Mà kêu bên đó mà cứ coi chuyện sao nó thật ra nó cũng giống em. Thì coi chuyện em cũng hay vậy á. Thì em có khác. The other one I think. Lên hai bên trái làm trước cửa. Yukiri thì Yukiri Yukiri à Yukiri I see. Thank you. Yeah, và em đã unbox hết quà rồi mọi người. Em chỉ có nhiêu đây quà thôi. Không có gì để unbox cho mọi người hết cho nó. Dạ sao vậy? Dạ em làm gì bây giờ nhỉ? Hay là mọi người lại nói chuyện đi ha. Em lấy ra là tụi mày hả? Thế là tụi mình có thể gặp nhau rồi. Hát rồi. Tụi mình muốn em hát cái gì nên em mới lấy. Để hơn bữa trước nữa nha. Bữa trước là quà của nhiều tháng cộng dồn lại. Hôm nay chỉ là quà sinh nhật thôi. Nhưng mà quà sinh nhật như là được rồi. Năm ngoái là còn mấy bạn ở Hà Nội nữa, nhưng mà em nghĩ là do dịch ở ngoài nên là mấy bạn không có tiện đâu mà đi gửi quà nữa. Nhưng mà em cũng muốn mấy bạn gửi cho em hơi gì đó để em biết mấy bạn đã vui cười hết em. Nhưng mà ở trên story thì mấy bạn đó vẫn rep comment của em bình thường và nói chuyện cũng nhiều thứ nữa. Giờ mà tâm sự mỏng nè, rồi giờ chuyện đi bếp. Bây giờ mọi người kêu trò chuyện em biết trò chuyện gì giờ mà hay là mọi người gợi ý đi. Mọi người để em nói được gì em nói nè.
giờ ngồi đợi tới em xét thôi chứ không có station nghỉ. Em không biết đâu. Em không biết như nào có station nữa, nhưng mà giờ mà đợi tới station là đã qua tháng và em đã không được đón sinh nhật của em mọi người trong tháng này à. Buồn quá. Vậy là Tết của em năm nay như thế nào? Tết năm nay của em nhanh một cách lạ thường. Đi về quê xong rồi chào ngoại, chúc Tết ngoại, rồi mấy chú, mấy dì, mấy mợ, mấy cậu. Xong rồi đi vòng vòng trên năm nay. Ồ, em lại, lúc mà em đi về, tại vì năm cái ngày hôm nay em đi về quê nhanh quá, 2-3 ngày à, mà em lo em chụp hình đúng một Tết. Xong rồi, sao đâu? Là em bắt đầu không muốn đi chụp nữa, cái em cứ ngồi chơi với mấy chị em họ. Xong rồi cũng lại quên mất, em đã tính về với quê em sẽ quay một cái vlog. Em quay vlog về quê của em, thật sự quê của em có rất là nhiều để quay, mọi người nhịn ma được cái kiểu rồi đi đêm á. Trời ơi, đi đêm cái ruộng nó đen thui mà có rất là không chịu câu chuyện về cái quê của em của mình. Giờ biết sao không? Quê của em chung quê với lại một cái thằng phật thủ gì vậy mà em rất là ngưỡng mộ. Trời ơi, không biết mọi người biết ai không ta. Hôm đó về là anh đó đi ngang qua ngay cái chợ mà gần quê của em luôn. Em kiểu làm sao đi gặp anh đó bây giờ. Quê gọi ông như hơn vui nha. Lúc cái đầu dòm nó, tại vì cái đường nó quá vắng, quê của em biết mà, nên là hôm đó em quay ở bên ngoài là để em thăm gió gì lại phê một người tiếp thôi. Yes. Biết hả, ai ta? Đó, anh biết ai luôn. Ngày hôm đó là xong rồi, em đi được có 20 ngày, xong cái em đi lơ, nó nhanh như một con gió. Yes, trường đậm đông hoa đó. Trời ơi, em không biết anh đó, từ lúc mà anh đó livestream ở bên đi hay ta, lúc mà anh đó đi đâu ta, rất là lâu luôn rồi á, là tự nhiên em cứ theo dõi nó hoài, tại vì anh đó livestream đi của nhiều nước á. Trời ơi, từ lúc đó là em thấy anh đó luôn, em là người rất thích đi du lịch mọi người ơi. Yes, trầm trọng lắm thôi đó. Anh đó mới tạo chiếc xe rất là đẹp em nha. Nhưng mà mai biết nhỉ. Ok. Dạ hả, cuộc sống quê em rồi hả? Gắt gì trời. Cuộc khổ. Trời trời. Không là do em nói chuyện á. À, em cũng nên đem spoil một tí nhỉ, mà thôi em nghĩ là thôi em không nói đâu. Gì cũng được sao mà ok, có em chỉ có nói vậy thôi, để nếu mà em có để cho mình photo thích chuyên hoa. em không biết chứ, không phải là em chỉ chọn nhà em không nói được, nhưng mà bữa nào em hơi chưa ý được spoil đi. Ủa gì vậy, thật ra là em muốn nói nhưng mà cái này chắc chưa cho phép để nói lại cho em nói lại, nhưng mà nó rất là hay với mọi người nhưng mà em chưa có kể được, tức ghê luôn, trời ơi, em muốn nói quá. Thôi em không nói đâu, chỉ là một máy bay giao rồi mà. Ủa thì một máy bay giao chứ sao tới lúc đó có hình ảnh được rồi. Giờ mọi người, giờ mọi người đáng xem mà em đã chụp chưa. Ủa, em có điểm như là này ôm giới thiệu có gì đi du lịch quay đi chụp chơi thường thì gọt công thì em thấy có một chỗ chơi, nhưng mà em nghĩ cho đó chỉ là một cái công viên giải trí giống như hội chợ thôi, chứ thật ra không phải là điểm du lịch đẹp đâu.
tại vì quê của em cũng gần Bến Tre á, nhưng mà cây cầu Bến Tre nó rất là cao, rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có thể đi thử, tôi có tắt lại. Miễn sao đường che mặn như sáng với vui nào. Không em là à không em à, thì em chắc chắn là em sẽ né ví dụ mà che mặt đi mặt không sao đâu. Will we start there with another Asia person who do you want to meet from sister group? Oh, who do you want to meet from sister group? From MNL48, I want to meet Kapi. I really miss her so much. Oh, and có hai cái gọt cao cũng như một cái gọt công tay gọt công đông, nhưng mà gọt công đông là nghe biển thì phải. We said that BMK48, I really want to miss Music Senpai because she's my idol. Yes. Em nói gì nữa vậy nhỉ? Gò Công vui lắm chị. Thật ra là Gò Công có nhiều chỗ cho, nhưng mà ở chỗ dưới đó chụp xong quê đủ kiểu thì rất là chiêu á. Nếu mà tìm được Music Standby from BNK48. Ở dưới quê cũng nhiều cái để chơi lắm, nhưng mà thường thì những người mà thích yên ắng rồi kiểu rồi ở dưới xong quê đủ kiểu thì mới thích thôi chứ. Thì và đó thì mình có thể uống nước dừa, mặc dù em rất là ghét uống nước dừa mà xuống dưới lại có dừa để không hiểu sao luôn. Đi chung bọn biết chưa hay nhỉ, tôi thích nhận ông mặc áo bà ba chụp ở ruộng luôn. Anh đáy xe đò để mốt kiếm bộ bà ba xuống dưới quê mà. It's her birthday today. Really? Project, I don't check my phone, so wow, so today's her birthday. Wow, thank you. Muốn ngồi lên nhờ mọi người. Okay. Quên nữa, hôm nay là sinh nhật của Music Senpai hay ta em không biết. Oh my god, cái điện thoại nó ra nữa mấy ngày nữa. Cái gì mà em sẽ còn sinh nhật mới được. Trời ơi, em muốn Asian Festival diễn ra một lần nữa. Nhưng mà diễn ra thì em cũng chưa cho em được trong live để diễn nữa. Thì chỉ muốn gặp lại gọi đến xem ba mẹ em rất thân thương. Yes. Khi nào đổi điện thoại vậy? Em đã bỏ ý định mua điện thoại rồi người ơi. Bởi vì em đã xài hết tiền rồi. Vài tháng trước, ba tháng trước em đã để dành được 3 tháng hơn để mua điện thoại. Nhưng sau đó là tới lúc Tết, trước Tết đó thì em đã bỏ em đã mua sạch tiền hết rồi, không có đủ tiền để mua điện thoại luôn nè. Thật sự luôn á. Là lỗi của em mọi người ơi. Thật sự là muốn mua điện thoại. Thật ra thì điện thoại em có thể mượn, nếu mà quay cho mọi người giờ này em có thể mượn được, như là có mấy tấm mấy story là em cũng có thể chụp đớp story cho mọi người mà thôi nha.
không có điện thoại, không sao đâu mọi người, em phong cách bận hơn, em đang tự em của mình á. Với lại em đã quyết tâm thế này, em sẽ bỏ heo từ đây giờ tới cuối năm sau, nếu mà em đủ tiền số điện thoại. Em hay không, em suy nghĩ chín chắn chưa? Mua đồ, mua chia với đồ cost hết rồi hả? Một phần là cũng chia với đồ cost nữa, với lại em có chừa ra một số tiền để chụp hình đó, nên là nó sẽ không có đủ để mà cuộc sống như toàn nghĩ về tiền bạc và tiền bạc ơi cho em chết sao không không gì lấy điện thoại anh xài nè. Thôi được rồi, em xài điện thoại có em uống được mà. Mọi người ý là mọi người chê em xài điện thoại này thì ấy hay sao? Em thấy xài điện thoại uống được mà. Miễn sao cũng có cái đấy đọc truyện với lại up story cho mọi người. Còn hình ảnh thì em cũng có thể nhờ chụp được, nên em mấy bữa nay em cũng có hình em up cho mọi người xem mà. Sao mọi người hỏi em mua điện thoại nhỉ? Lấy điện thoại hả? Thật ra là đối với điện thoại thì em xài cũng như tại nhà em có thêm cái iPad nữa. Cả nhà hiểu ra iPad em xài, em lướt với lại em chơi game. Còn điện thoại là sử dụng để cho công việc với lại story cho mọi người. Cô bé nhân nghe cho mình tiền bạc không hợp lắm. Yes. Em nghĩ riết mà em sẽ già luôn rồi đó mọi người. Em từ lúc mà em còn rất là trẻ rồi, nghĩ tiền bạc rất là em già luôn rồi đó. Giờ em không biết làm sao nữa, em phải tích lũy từ từ mọi người ơi. Cuối tháng này sẽ bỏ heo, em đã mua 2 con heo đất, một cái cho em, một cái cho em ở chung. Nghĩa là em có một ống heo là em với em của em bỏ vô chung á, để cuối năm thì tới Tết thì tụi em sẽ có tiền để mua chia ra mua được Tết. Thì khỏi khỏi phải nghĩ tới tiền bạc nữa. Còn cái còn lại là em để dành cho em, nếu như mà em đủ em mua cái điện thoại mới của hồng hậu. Mỗi tháng bỏ lần. Để lại cái máy đi là trẻ liền. Cái máy hả? Thật sự đúng rồi, em mà để máy em sẽ trẻ lại á. Nhưng mà nó bị trẻ lên 2 bên nè. Bây giờ nó khó chịu quá, thôi em để vậy nha, mình không có che nha. Để coi theo được mấy đứa. Bỏ được 2 thì em mua 2 con thì miễn sao cuối năm nó đầy 2 con là được rồi. Em không biết nó có đầy không nữa, mong là em cũng đậm nó ra. Bỏ được 2 này. Em không có dám nói gì đâu nha. Còn mua hết 2 con heo hết 60.000, 1 con 30.000. Ủa có mắc không? Ngày xưa em mua heo có 5.000 à. Mà người tên ông ngày xưa là trường của em mua mỗi lớp ổn heo để mà cuối tháng á đặt đổ heo, hoặc là mỗi học kỳ sẽ đổ heo của lớp nào nhiều tiền tiền ổn heo nhất á. Là lúc đó em là lớp phó công thêm Mỹ với một người, em đi mua ổn heo. Em nhớ không nha, không thể là sai được, người đó em xạo là sai ấy nha. Là em mua ổn heo đó có 5.000 con thôi, em mua có 5.000 con heo đất luôn á, con heo mà đập ra được luôn á, có 5.000 à. Rồi cái giờ em mua ngay sau Tết mùng 3 mùng 4 gì á, em mua 1 con 30.000. Trời ơi. Gì đâu á, bỏ 2 tháng mất rồi hết. No, con heo đó rất là nhỏ, vì vậy là bỏ vô, một là bỏ vô, hai là đặt bể ra để lấy tiền thôi, chứ không có mất là được. Không lắm. Ai chưa mua heo, tại vì em đã từng có một thời gian bỏ heo em để. Mọi người biết không, lúc trước em cấp 2 á, mọi người là mình chưa kiếm ra tiền mà, thì mình lúc nào cũng xin tiền mẹ. Mỗi ngày thì mình bỏ vô được có 2-3 ngàn, 5 ngàn, cùng lắm thì được 10 ngàn thôi. 10 ngàn là quá nhiều luôn á, thì sẽ bỏ heo một ngày 10 ngàn là quá nhiều luôn. Em bỏ là 2 ngàn, 3 ngàn, 1 ngàn, còn 5 ngàn thôi. Bỏ ra em với em của em tích lũy bỏ vô heo mọi người được 1 năm, được 2 năm gì đó, cái bắt đầu tụi em đập bể con heo ra, mà không biết sao nó được 1 triệu.
ra tụi em tụi em ngồi đếm hết mấy cái đồng hồ đó được 1,5 triệu thì phải. Sau đó là thì sư nói với em 1,5 triệu nó quá là nhiều đi, nhiều lắm luôn á, tụi em sẽ để dành tiếp rồi bỏ theo tiếp. Xong rồi có một câu nói mà chắc mọi người cũng biết đó, chính là mẹ vô mẹ nói với em con đơn mẹ giữ mẹ cất mẹ để vô ngân hàng cho mốt cần thì mẹ rút ra. Sau đó là 1,5 triệu em nó đã biến mất trong tích tắc. Yes, 1,5 triệu em bỏ mà để dành, muốn không muốn đập bể ra để có tiền để xài á. Xong rồi yeah, mẹ em đã đem bỏ ngân hàng rồi. Rồi mốt nghe hỏi mẹ ơi tiền tiền của bỏ ngân hàng đâu, mẹ nói nói hỏi tiền ngân hàng mẹ không. Yeah, nó mất tiền trong phút tắc luôn đó mọi người. Để lúc đó em đã mất đi 1,2 triệu. Từ lúc đó em đã không bỏ tiền heo nữa. Em với em của em rất là cái cổ heo luôn á, kiểu hồi đó tại còn nhỏ mình hiền quá sao rồi. Thì mà mấy năm nay gì đó rồi mình có thể tích là giữ riêng cho mình miếng 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 dụng mua hàng để lại. Mẹ nói vậy bởi tôi kêu em lắm luôn á. Nghe 10.000 là xuống á rồi, anh không được cho tiền dạ. Đã mất tiền, yes. Tập chưa mới trả. Thật ra câu chuyện của rất là nhiều người ngày xưa tiền lì xì cũng vậy đó. Ngày xưa tiền lì xì là mẹ em lấy xong rồi thằng em giống như ngày xưa tiền lì xì 100.000 thì mẹ em sẽ lấy hết, mẹ em sẽ đưa lại cho em mấy chục ngàn để đi mua bánh kẹo rất là ngon hết tiền. Đau lòng lắm luôn á. Mấy năm nay thì khác rồi, hôm nay mình lớn rồi mình biết giữ và mẹ không còn lấy nữa. Điều may á, trời chứ mấy hôm trước là không có tiền lì xì đâu, đừng có mấy chục nghìn mua bánh kẹo. Ngày xưa là mỗi sáng đi học mẹ em sẽ cho em, ngày xưa 20.000 ăn sáng là đủ đúng không, là một hộp cơm em mua ngoài cổng trường có 12.000, hoặc là đồ ăn ngoài trường soi đồ có kiểu 15.000 cũng có, nên là cho em 20.000 là em thấy nhiều á, một ngày ăn 20.000. Nhưng mà em thường là em mấy năm cấp 2 tự nhiên không biết sao em bị mê nhiều thứ á, xong mà em cứ lấy tiền mẹ cho là em mua đồ ăn, em sẽ để em mua đồ để dành. Đặc biệt là cái năm mà lớp 7 tới lớp 9 á, cái năm đó em bắt đầu vô biết tới mấy cái lễ hội festival Nhật Bản á, là mỗi là vé của nó thường là 60.000, có khi là phép lớn thì sẽ là 120.000 vé hoặc là 90.000 vé. Thì em sẽ để dành mỗi ngày đó tích lũy để có tiền đi phép đó một hồi đó, là em cũng có ăn sáng, em để dành tiền ăn sáng để em mua tiền vé nè. Đúng rồi, tại vì em cũng ăn sáng mọi người. Ở trên năm nay được nhiêu lì xì? Lì xì thì nó được lắc nhắc, em nghĩ là em không có được nhiều đâu. Đối với không biết ở đây mình được bao nhiêu tiền chứ, đối với em ở đây em năm nay em được 2,000,000 thôi, 2,000,000 thì lì xì thôi. Nhưng mà 2,000,000 em đâu có em mua đồ nữa rồi. Hèn chi vậy, ăn hèn gì vậy đó xíu. Em cũng nghĩ là do hồi năm cấp 1 em ăn nhiều á, mẹ em mỗi sáng rồi đều cho em một hộp sữa để uống cái cho em cao á, nên em cao từ lúc cấp 1 thôi, mà lúc còn cấp 2 là em bắt đầu biết giấu mẹ để tiền ăn sáng á, cái em bắt đầu giấu mẹ. Mẹ hỏi ăn chưa em cũng nói là nó xào cho mọi người để em để dành tiền để em đi phát cho mọi người. Lì xì được mấy trăm mà lì xì người nhớ mấy triệu á, nghe không nhớ 100 set sinh nhật đó. Thì mấy năm nay thì em cũng thấy mình đang bắt đầu xài tiền hơi hoang phí thì phải, nên em bởi từ tháng này năm nay em phải để lại ống heo á, để một khi mà em đã bỏ tiền ống heo em sẽ không móc ra đâu, em muốn với mọi người luôn. Tại vì em chưa từng móc tiền giống heo đâu bao giờ hết, nên là em sẽ hoặc là đó, em nghĩ chắc chắn năm sau con heo của em nó sẽ mập, nên là mọi người cũng náo heo đi. Trời ơi, nhớ tới phát kem cũng hơi phát quá à.
Ngày xưa không những em đi phép mà em đi vé vô đâu cũng phải mua đồ nữa, nên là em cũng phải để dành tiền nhiều lắm luôn á. Em phải để mấy trăm ngàn em mới đi phép. Để em sao móc chứ không móc liền. Thôi anh đừng có bỏ em, anh đừng có chăm vô đầu óc em những cái trời ơi những cái gì được không, không là em sẽ suy nghĩ về em làm thiệt á, chán nhẹ ghê. Thôi hôm nay lại đưa cho mẹ giữ đi, cứ cho mẹ giữ là sẽ không bao giờ đi lại. Thì vui thôi được rồi, mấy năm nay em tự lo cho mình được đó, nên là em tự mua vé, em tự đi, em tự đi về, bắt xe đi xong bắt xe về. Tự mua nước, tự mua đồ ăn nữa, nên là đôi khi em thấy em mình tự làm cũng không dở quá, tại vì em cứ hay bỏ bữa, có nghĩa là đói lắm rồi mới mua đồ ăn, còn không là em sẽ không nghĩ tới làm cái ăn á. Nên là giờ này mình thương quá. Với lại ở nhà thì lại có em của em làm đồ ăn nữa, nên là khi mà nó làm cái gì mình đang đó. Tự lập. Ngày xưa em rất là thích tự lập luôn. Em muốn em là một người rất là thích ở những chỗ tiện nghi á. Em rất là thích ở căn hộ hơn là nhà dưới đất nha. Nên là khi mà em mà có ở nhà riêng, em sẽ mua căn hộ em ở cho nó tiện. Bé thì mẹ nuôi lớn, bé thì mẹ nuôi, lớn thì em nuôi. Nó đâu có nuôi em nhiều lắm đâu, cũng là đồ ăn mẹ em tự mua về nó tự nó làm. Em cũng góp phần mà ta, em góp phần biểu chiến. Ở đây không biết có ai tự lập chưa nhỉ? Em một người rất là thích tự lập. Em mà em đi, em mà được đi du lịch một mình là em rất là vui luôn á. Em rất là thích đi du lịch một mình, nhưng mà tại ba mẹ cũng cho em đi. Trời ơi, 20 tuổi rồi đó mà lúc nào cũng không có cho đi này đi nọ. Xong rồi đi, tất nhiên bây giờ mà đi một mình ra Vũng Tàu mà còn không cho đi nữa thì biết chừng nào cũng được ra nước ngoài của mình đúng không mọi người? Nói chứ mọi người bỏ tiền ra mua gì thì cũng phải nhớ giữ lại cho mình một ít để mốt và làm được nhiều chuyện nha. 20 tuổi còn nhỏ nữa, 20 tuổi đấy em là quá lớn luôn á. Trời ơi, nó đã quá già rồi đó. 20 tuổi là tuổi trưởng thành rồi. Xong rồi cái năm sau 21 tuổi. Trời ơi, là mình già lắm rồi đó, là còn 10 năm nữa mình 30 tuổi rồi. Cho bạn, mình bất động sản không, mình mới mọi giờ em có bận. Đi phượt hả? Em chỉ thích đi phượt một mình thôi. Em không có đi phượt với ai đâu. Em thích đi những chỗ em thích thôi. Với lại em rất cần đi đi chơi với lớp á. Mà đi với lớp mà đi đi Đà Lạt á, mà đi chơi chán, có nghĩa là đi chơi với mấy bạn thì thường thì trong lớp thì nó sẽ chia ra chia bè phái của kiểu đi bên này thì sẽ đi này, có một hội bạn đi chơi, nhưng mà em là em không có chơi, không nhá chơi á, cùng lắm đi chơi với đứa nhỏ cùng bạn, nhưng nhỏ cùng bạn là lại có bạn thân nó đi chơi riêng. Còn hôm thì em cũng có hội chơi luôn, nhưng mà em chơi không có thân với lại chơi không có hợp á. Giống như những bạn đó là fan K-pop chẳng hạn, nhưng mà em lại là không có nghe nhiều K-pop á, nên là không có chơi chung với mấy bạn nó lâu được. Đôi khi mình ngồi mình chơi chung với bạn đó, mấy bạn nó nói thì mình cũng chỉ cười cho qua. Là em gọi những lúc mà mấy bạn dẫn mình đi những nơi mấy bạn đó thích, nhưng mà em cảm thấy không thích một tí nào, nhưng mình cũng kiểu em đã bị rất là nhiều lần luôn rồi đó, nên là em nghĩ em cũng đã từng đi bắt xe từ đây ra quận nhất chơi một mình, tại em cảm thấy nó rất là vui luôn rồi. Như là em không biết sao em rất là thích một mình, giờ đi phát á em thường hay đi một mình á, rồi em thích dễ sợ luôn, thích lắm luôn á, nên là em muốn học chơi với nhiều người,
mặc dù em cũng có bạn thân, cũng có bạn này kia, nhưng mà em rất là ít rủ người ta đi chơi, cùng lắm thì uống cà phê uống nước nói chuyện thôi, chứ mà đi phượt đi chơi em không đi chung đâu, tại vì em không thích. Hy vọng mà em sẽ xem lại nó, sẽ không xem đâu. Với lại sau cấp 3 mấy cái hội đó thì em không còn liên lạc nhiều nữa, em còn liên lạc luôn á, chứ không có là nhiều nữa, tại chưa như cách từ lúc em vô nhóm này em không còn liên lạc với mấy bạn đó nữa. What's wrong with đó, mọi người có bị tình trạng giống như em không? Kiểu như là cảm thấy tính cách của mình rất là khó chơi với những bạn khác đó. Như ở trong em thì em cũng kiểu hiền á, nên là mọi người kêu gì thì em làm đấy thôi. Giờ còn đi chơi một mình không, thì bây giờ em muốn còn đi chơi một mình mà em đi phép cùng mình đó, cùng lắm thì em nói là còn giống nhóm hả? Em nhóm thì dạo này thì em chơi được với Ashley, với lại Ashley. Chơi được với Ashley à? Không biết sao em nói chuyện hợp á, với lại Ashley cũng hình như cũng có một tuần tính cách với em á, như là ít nói rồi cũng hiền hiền với em á, người kêu kêu gì là làm đó không nhá, ấy là đâu thì em em hiền mà, bữa em này ai em giỡn mà, chứ em đâu có ý gì đâu, đúng không, ở đây ai cũng nghĩ gì mà, ai cũng thấy gì chưa. Hai chị em thanh đạo. Đúng rồi, tụi em cũng hai chị em cũng mới rủ nhau đi chụp hình nè, sắp tới cũng có hình cho mọi người ở đó cái đại nha. Như những năm trước đó, thì em thì khô à, không như vậy đâu, giờ là em dạng hơn được miếng rồi đó, chứ lúc trước là em không dám nói gì hết trơn á. Đi chơi thì ở nhà chơi một mình xong rồi coi chuyện ở đó thấy vui lắm rồi. Không biết sao em vừa không biết em là nước nội nước ngoại nữa, em nghĩ là em thích đi du lịch, em thích đi ra ngoài á, em thích đi ra ngoài hơn thì em nghĩ em sẽ là người nước ngoại, nhưng mà em suy nghĩ là tính cách của em hay là nước nội cơ, nhưng mà suy nghĩ lại thì chắc em giữ nước nội nước ngoại. Đi chơi ở là sao? Có nghĩa là em vừa thích đi chơi, vừa thích đi du lịch, nhưng mà em chỉ thích đi một mình thôi. Có thể đi với người khác, nhưng mà nếu như một người đó kiểu tính cách hợp với mình á, kiểu đi mà những chỗ mà mình thích á, thì mình còn đi chung được. Thôi em không đi đâu. Còn ở nhà thì tất nhiên ở nhà thì mình chơi với một mình thì đúng rồi, đọc truyện được cái kiểu là thấy cũng vui rồi đó. Anh hợp hả? Thôi em không biết. Sorry, I don't understand it here. No problem. Okay. So sorry because my skill speaking is very, very bad. So sorry. Nhưng mà mọi người đừng có bắt bẻ tiếng Anh của em nha, tại em cũng giỏi tiếng Anh lắm đó. It's okay, you. Understand hồi Tết mới xuống nhưng mà sao đây hồi Tết là mới bùng dịch. Mượn gì ta? Em cũng đi Vũng Tàu lắm. Ủa, phải bắt bẻ đâu? Phải ơn tiền tiền. Không có bắt bẻ em nha. Đúng không? Trời ơi, nói đến giờ em sẽ bị mất cái hình tượng của em mất. Cái hình tượng lúc đầu rất là đẹp nhưng mà càng ngày càng đừng. Nhắc Vũng Tàu mới nhớ hôm bữa em đọc cái tin tức
Những tấm gương tạo có thi thể người bị phát hiện á. Wow, em nghe xong em sợ. Không biết sao chứ mọi người nói hôm bữa, hình như cách đây livestream gần đây nhất là trước Tết, em có nói là em sẽ về nhà em xem anime đúng không? Thế bây giờ em vẫn chưa xem được gì hết mọi người ơi, em buồn quá nè. Ủa có hình tượng mà, em có hình tượng mà. Em có hình tượng ở ghiền. Ủa vậy mấy gần cuối tức là em đã mới lòng người đó. Mở lòng cho chúng gì? Hay là mọi người ta cái nãy giờ có em nói mà mọi người nói gì đi để em chèn cái nỗi gì em nói chung nè. Mọi người chỉ cần nói một cái gì đó tự nhiên em suy nghĩ được cái gì đó để em nói cho mọi người, giống như cái vụ đi xì với lại ống heo chẳng hạn á. Trời ơi em có nhiều cái nói lắm. Nói đi vậy. Nói chưa mà nói xong rồi lấy em dọn cái đống này lên cực là nhà. Mọi người nghe với em xét ra thì bao nhiêu cũng được. Em không có đòi hỏi nhiều đâu. Tại vì em chỉ muốn tới gặp mọi người thôi. Thực sự thì đã rất là lâu rồi em chưa có gặp từ cái buổi handshake lần một á, lần đầu tiên á, cái presentation là có rất là nhiều bạn tới bắt tay với em, có rất là nhiều bạn ở Hà Nội nữa. Em chỉ muốn bây giờ mình có thể gặp lại những bạn đó thôi, tại vì em đã sắp quên hết mặt của mấy bạn đó luôn rồi đó. Em sắp quên hết mọi người rồi, tại vì đã rất là lâu rồi, chỉ có mấy bạn ở Hà Nội ít khi mà gặp mình trực tiếp á. Nên là đôi khi mấy bạn nó để hình avatar trên trên cái nhân của mình đó, thì đâu đâu em vô em xem em sẽ nhớ thôi, chứ mà thật sự mấy bạn đó mà không để cái avatar là em không thể nào mà em nhớ nổi luôn. Và em cũng đã sắp quên mất rồi nên em muốn gặp lại mấy bạn đó trước khi em quên. Có nhiều bạn ở nước khác nữa. Mình cũng muốn vô thử nấm canh mon. Anh có nhiều lần vậy em hay high five với anh ở station mà tây. Anh cũng hay chúng vé may mắn đó, cái mây đó có không? Em quên được. Anh vô high five hoài, high five với tụi em hoài. Anh cũng anh nếu anh muốn vô nấm tay với em thì anh có thể quy giấy hay xét cho lần tới. Đại nha. Sao nó nhỉ? Ở trong này nó kính quá nên nói chuyện nó bị chậm á. Nó nói sao lại bị khàn. 22 tính 1 vé 999 mà xong cái nghĩ luôn. Mua vé 999. Trời ơi ngon dở. Chán. Tức quá ha. Tự nhiên bị dịch nó không là anh mày trước rồi đúng không? Mày đầu tiên luôn. Em nhớ một lần anh mày ngồi chào ghế camera nè. Còn thể sai được. Đang giữ mấy chục vé. Ngon dở. Đếm đấy. Thì có mà nhớ nha, em đợi anh tin tin nha. Tháng 2 nữa, hôm nay sắp có tháng 2 rồi. 54 rồi. Buồn quá ha. Nên ra thì bình thường thì station mỗi tháng, mỗi ngày đều sẽ có một tổ chức sinh nhật cho station trong tháng đó. Em nghĩ tháng này em mong là mình sẽ có một buổi để gặp mọi người để cùng
ăn mừng sinh nhật đồ gì đó, nhưng mà hơi buồn nha, em sợ nó sẽ buồn. Giờ nghĩ lại em buồn, buồn biết. Tức là cái post, tức cái poster nó vừa gửi chung với trên với sáng mà kêu mua xin lấy fan không được. Để em kiếm, ủa tại sao em không thấy cái poster đó ta? Đã, ngày hôm qua nửa giờ em ở trên station mà thấy sao? Em không thấy, chắc là chưa đưa cho em. Để em lên em nói, great for so pretty for the day, thank you and hope you I hope for the set you perfect. I hope so. Buồn quá, tháng này không được mon bóc nó kỳ nhỏ. Tháng ra thì tiếc ha. Có thể biết đâu trong tháng 2 mà nếu mà tháng 2 được tổ chức station thì em là em được nói chuyện với mọi người nhiều hơn thì sao, mà tiếc thật buồn quá. Giờ với công ty ta đuổi rồi hả? Oh, bye bye là thôi về ăn đi nha. You will be the finish of the picture. I hope so. I hope it's okay. sao ta? Em nhảy đi ăn đôi. Không sao đâu. Để tết tối nay em up story em chúc sinh nhật music senpai nè. Sao đó là không nhiều cái nữa, tại vì lát em có hẹn với chị Mai Ashley đồ cái kiểu. Hay tuần này em có rất là nhiều lịch trình đó mọi người. Em đủ đó, em đủ là và mỗi lần đủ gì là em sẽ tốn rất là nhiều tiền. Yeah, cũng có nhiều tiền rồi. Giờ này mình hư hỏng quá, mình phải giữ lại một tí. Anh em chụp ở luôn và bị vỡ à cái hình bữa giờ em chụp mà em chưa có up á. Em tính là cuối tháng này em mới up full tháng 2, ngay trong tháng 2 em có gì em sẽ up lên hết. Đây là mọi người đợi em nha, em sẽ quên. Mình tại vì up mình nóng nhiều quá thì tương tác nó sẽ bị ấy, với lại em đợi cho nó đầy đủ, em cũng đợi hoài về đủ em mới chụp hết một lần, em không dám chụp lên hết á. Tìm quay lại rồi về chuyện chị em nhỉ. Nhưng mà đi quay lại xong em không biết đâu. Em chỉ biết là có hẹn thôi. Không đi chơi nhưng vào hẹn đi đúng không? Trời ơi anh nói gì vậy? Em bao đó. Gì đó. Em bao đó. Ashley cũng vậy. Thì em với Ashley có hẹn làm đừng up story nha bỏ. Nè có những cái thật sự quan trọng, nhưng những cái bức hình quan trọng thì em sẽ up lên trên bay, còn những cái mà giặt giặt á em sẽ up lên story. Nên không thể nào mà up lên nhiều cái được, nếu mà up nhiều cái thì tương tác nó dễ bị giảm. Hay qua nhà lên quẩy, yeah, bữa nay em sẽ qua chơi lên quẩy mà sau nữa bắt mồi để vào giờ. Ok thì em hứa với chị Mai là một số chị em cái ba đó. Cái nó hỏi cho em nó hoài xong tự nhiên cái giọng của em nó là hồi nãy từ 11 người xem giờ còn có 5 người xem. Ok. Còn điểm danh thế nào? Anh Tiên Ti là một nhà anh Nhàn, hai là anh Cường, anh Huy là ba mẹ, xong rồi bác bên Philippines này. Bốn còn một người đó là ai nhỉ? Một người đó là ai? Mình phải start coi. Start coi à? Em nghĩ vậy quá. Từ mình mọi người coi còn không coi buồn quá ha. Tại do em không có cái gì hết á. Dạ không, em mới tìm ra được một bài để hát về cái bài bơ tiếng Nhật thì phải, hay là em nhầm ta? Em không nhớ là em nghĩ ra anh mày sẽ biết bài này á, anh biết bài này rồi em bữa giờ nó hot hết trên
Hóa cho con đi. Khoan, em nghĩ em tìm được rồi. À, em tìm ra được rồi. Nhưng mà hình như em không biết cái bài này. Tại vì dạo này nó khó thì em ấy thích nhau chứ em không biết. Cái bài này là của... Cái bài này là... Là của một phim hay là cái gì đúng không? Được chứ. Được, cái gì ghê để về. Sao nó khó rồi chứ? Ồ, và tôi ăn với... No. Để lấy thêm máy phone nhỉ. Who is your best friend in Korea? I think Ashley and Sunny. I think so. My girls are Asia Korea is legend. She my girls. Nhớ dù mi không bé em có chứ. Nhưng mà em có một lần em gặp Yumi sao ta? Có không nhỉ? Mình nhớ với em mà là tình cờ gặp ở đâu đó. Nhưng mà nhớ cái này lâu lắm rồi, lâu lắm luôn á. Yumi lúc mà mới vô nhóm rất là nói rồi rụt rè. Em có một cái em rất là nhớ bạn Yumi là những lúc mà tập, lúc mà mới debut bạn ấy hay ngồi góc á, cũng hơi là im lặng hay là kiểu hơi rụt rè. Nhưng mà sau khi mà cái sân khấu debut diễn ra, bạn đó vui lên hẳn luôn á, có nghĩa là bạn nó không có tin là mình lại có nhiều bạn fan đấy chứ không hỏi tới vậy luôn á. Thiệt sự luôn, em thấy rõ trên cái biểu cảm cảm xúc cho bạn đó luôn, nên là em rất là quý bạn đó. Nhưng mà thôi chị qua nói tiếng Nhật test coi bữa giờ khác không. Đừng có nói những tiếng Nhật nữa cho nè. Em giờ này em được nghỉ tiếng Nhật hết nên là em quên lúc giờ mà em không có một bài chơi Sunny Lost the World. Nói gì để em thấy nha. Còn thấy không vậy? Không tốt. Sunny also wearing glasses. I said you want to. Yeah, I will tell her to wearing glasses. Bữa khoe được điểm cao tiếng Nhật rồi. Em khoe điểm cao tiếng Nhật hồi nào? Lâu lắm rồi, khoe được điểm cao tiếng Nhật rồi, lâu lắm luôn á. À, xin lỗi em, nhưng ý là phải Dung Ý hả? Minh Châu hả? Dung Ý, nhớ mà thì sao? Em bạn đó vẫn hay rep story của em mỗi ngày. Vẫn gửi cho em những lời chúc mỗi tối. Em nhớ chứ? Thôi, bị công ty bảo vệ. Dạ. Nhỏ, ủa, anh Mỹ với anh Nhàn đang nhớ luôn hả? Ôi, trời ơi, hồi nãy em lên mới gặp anh Nhàn thôi chưa, anh mời, sao anh mày đã cháy vậy? Bạn nói yêu em lắm nhưng hôm nay bọn không coi được nhau, sao anh em vẫn nhớ bạn như mi nha. Thành mày nói chịu dễ hơn ghê á. Bạn đó mỗi tối vẫn gửi cho em những lời chúc, mỗi ngày đều một lời tâm sự em điều động nha. Bạn nhớ mà nó ghê lắm đó luôn. Không còn tiền của anh vậy hả? Yeah, chán mày ghê. Đặng quê dễ sợ. Quê nha. À, ý anh nói như là tính ngồi xem hết mà bị đổ ra đường hả? Nói là anh đi hả? Em cũng nghĩ là em cũng sắp hết giờ. Hay là trước khi em sẽ hát cho mọi người nghe một bài nha. Bài này dạo này đang hot trên TikTok, các bạn cũng mới thích bài này dạo gần đây. Cái bài này nghe quen lắm nhưng mà em không biết là em đã nghe ở đâu. Bài Stay With Me đó mọi người. Mọi người biết bài này không?
hình như nó có nhiều bản tiếng Anh, cái bài này là của tiếng Anh hay là tiếng gì, nhưng mà sau lúc em bấm Start With Me thì nó lại nó là tiếng Anh ở tiếng Hàn, xong rồi nó có bản tiếng Nhật luôn, nhưng mà tiếng Nhật thì là em nghe trên TikTok này. Nhưng mình nghe được chút xíu. Nghe nhau mà nói giúp em nha. Có khi bị điện thoại. Bữa trước công ty có bị giật điện thoại rồi, người cũng thật nha. Tiên giống hình như là nó đó. Hình như vậy đó. Cái bài mà Stay with me. Dạo bây giờ này nó có nó đang bị đau nó ngồi, em sợ em hát em sẽ bị bể. You don't take it. Kayashi bini wasurena kanat ita. No. Hãy để em nghe bài đó cho mọi người nha. You don't take it. Mọi người có nghe Sunny cover bài đó chưa? Sunny cover cực kỳ hay luôn, đỉnh hơn. Đỉnh lắm luôn đó, đỉnh hơn em luôn. Rất là mềm mềm. Rồi còn thu âm được cái kiểu nữa. Cái lợi bữa em có lưu lại nhưng mà điện thoại kia rồi. Để em kiếm lời em hát cái bài vô được cái cho mọi người nha, trước khi ao nè. Trời ơi, sao em kêu không ra ta? Utada Hikaru. Quên cái nhỏ. Hope you sing her song first love someday. Utada Hikaru. Utada Hikaru. Ok, đây em học chung bên nhà. Chung rồi. Ok, bài bài nhà chú. Chú kê là em có ba mọi người nha. Chú đu kê đu. 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 Kê đu.